Thưa quý vị, hiện nay mới chỉ có 4 giờ 30 sáng thôi, thế nhưng tất cả các em khóa sinh đều đã hoàn thành các thủ tục đánh răng rửa mặt và bước vào thời khóa tụng đệ tử quy. Đây chính là hoạt động đầu tiên của ngày thứ hai diễn ra khóa tu, thì hứa hẹn sẽ tràn đầy năng lượng. Người lớn phải nín chào, người chưa nói đừng cung kính, để xuống.
Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trước cửa của nhà Pháp hội để diễn ra game show vận động dành cho khóa sinh của chùa Khai Nguyên năm 2018. Để biết được bên trong không khí vui nhộn và thú vị như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn theo chân tôi đến vào bên trong của ngôi chùa. Xin mời ạ.